Hello anh em đã quay trở lại với một chủ đề về dropshipping với Shopee. Nếu anh em mới xem video mà chưa tham gia nhóm thì có thể tìm ở trên Facebook cộng đồng dropshipping Shopee và tham gia. Ngoài ra thì anh em có thể đăng ký kênh YouTube của mình ha. Mình sẽ tặng cho anh em coupon giảm giá 50% cái khóa học dropshipping Shopee của mình. Ok, mình sẽ đi vào nội dung cái video chia sẻ của mình hôm nay, đó là những lưu ý và các chính sách cần làm rõ với nhà cung cấp. Thì để xem cái video này hiểu rõ thì anh em phải, những anh em mà chưa xem thì nên xem lại hai cái video trước, đó là 6 cách tìm nhà cung cấp và 4 loại sản phẩm nên có ở trên Shopee và phân tích thị trường ha. Trên kênh YouTube của mình đã có rồi, đây là video 6 cách tìm nhà cung cấp nè, và đây cái bài phân tích thị trường và chọn sản phẩm, đó là hai cái video mà mình muốn đề cập để cho anh em xem lại trước khi xem video này. Thì ok, đi vào nội dung. Anh em nào đã theo dõi nhiều sẽ hiểu dropshipping á, mình có thể làm trên đa kênh, có nghĩa là vừa làm ở trên Shopee và làm ở trên rất là nhiều sàn khác như kênh bán hàng khác như là Facebook rồi Instagram, YouTube, website ha. Thì đặc thù trong video này mình chỉ nói khi mà làm trên Shopee thôi. Thì đầu tiên mình sẽ nói về những lưu ý. Lưu ý có nghĩa là trước khi anh em chọn được nhà cung cấp á, thì anh em phải lưu ý những cái điểm này giúp mình. Đầu tiên đó là anh em phải xem coi cái shop của nhà cung cấp doanh số có tốt hay không và cái giá có thấp hay không ha. Doanh số phải tốt và giá phải thấp hoặc là hợp lý ha. Mình sẽ giải thích tại sao doanh số tốt thì chứng tỏ cái sản phẩm của nhà cung cấp nó đáp ứng cái nhu cầu thị trường tốt, cái volume thị trường tốt. Anh em chọn một cái sản phẩm mà nhà cung cấp sản phẩm bán cho mình đó, họ không bán được, doanh số rất là lèo tèo thấp, thì anh em có thể tự tin là bán được nhiều không? Cá nhân những người mới vào tham gia mình nghĩ là sẽ khó đó. Ngoài ra thì giá này nó phải thấp nha. Anh em bắt buộc phải tham khảo thị trường. Bây giờ mình lấy ví dụ như anh em làm túi xách. Anh em phải đi tham khảo hết cái giá mặt bằng chung, ví dụ như giá mặt bằng chung mình nói là giá 50k đi. Thì cái nhà cung cấp của anh em giá nó cũng phải tầm đó. Nếu mà giá cao á, nó sẽ là trường hợp gì? Giá cao thì đây là không phải là nhà cung cấp mà là một shop làm dropshipping ha. Anh em làm qua cái shop này thì anh em bị giá nó lại phải đội lên cao hơn một chút. Thì tìm thì đơn giản thôi, anh em cứ lên Shopee. Bây giờ ví dụ mình search túi xách này và mình xem. Đầu tiên là doanh số. Bỏ những cái, anh em có thể xem những cái tài trợ này cũng được, bỏ đi cũng được ha. Nhưng mình và xem đây, sản phẩm này bán được 11.500 cái. Sau đó thì mình vào xem shop luôn ha. Đây là shop, này là shop yêu thích rồi, yêu thích thì doanh số phải tốt rồi. Và anh em xem ha, đây doanh số bán khủng luôn chứ không phải là bình thường nữa, bán rất là khủng, hai mươi mấy ngàn, mấy chục ngàn không à. Thêm nữa là giá ở đây mình không hiểu, họ nhập chắc là nhập trực tiếp từ xưởng về hoặc là tự làm nên giá rất là thấp. Với cái mức giá này và cái doanh số này anh em có thể bán ăn chênh lệch rất là tốt ha. Như mình nói á, giá thấp thì cái tiền chênh lệch mình nhận về nó sẽ cao ha. Đó là cái lợi nhuận, đây là cái phần lợi nhuận của anh em. Còn nếu mà anh em để cái cao quá thì anh em cái lợi nhuận nó sẽ không cao, vì khi anh em bán giá quá cao đi nữa nó khách hàng sẽ khó ha, khó mua. Đó là cái lưu ý đầu tiên về doanh số và về giá của nhà cung cấp. Cái thứ hai anh em xem giúp mình là sau khi anh em chọn được cái shop đó rồi chẳng hạn, thì anh em để giúp mình là trong phần mô tả của shop á, mô tả sản phẩm á, nó có tên shop hay không, nó có số điện thoại, nó có địa chỉ hay là có thêm hashtag hay không. Mình giải thích từng cái ha. Bây giờ ví dụ mình vào đây mình xem. Tên của shop này là, nó không có tên, mình bấm lại xem shop này tên là gì ha. Lì Store, mô tả nó cũng có một cái chữ Lì Store ở trên. Thì tại sao mà anh em phải lưu ý cái phần này, vì mình đa phần mình hướng dẫn anh em á, là mình sao chép bằng tool. Anh em không thể nào đi sửa thủ công từng từng sản phẩm một. Bây giờ anh em
làm một cái shop mới đúng không, anh em không thể đặt tên là Lý Do được, anh em phải đặt một cái tên gì đó nó riêng, nó khác cái này đi chứ. Ví dụ như là Live Việt Nam Store hay là tên của anh em store hay là cái gì đó, túi xách store. Và anh em đi sửa cái này cũng khá là cực ha. Thì nếu anh em là xuyên thì sửa thôi, shop này tới 354 sản phẩm. Có một cách là anh em sửa ở trên file Excel ha. Thì lưu ý giúp mình là cái tên tên shop này nếu mà nó dễ sửa thì anh em để cũng được không sao cả. Về phần số điện thoại, xem trong mô tả nó có số điện thoại không. Đây, số điện thoại. Thì có một cái hay á là cái tool Auto Shopee này nó có thể thay thế cho số điện thoại ha. Anh em có thể đưa số điện thoại của mình vào đây thì nó sẽ tự động bỏ cái số điện thoại này đi và thay bằng số điện thoại của anh em. Địa chỉ thì thường á mình chọn những làm những cái shop nó không nên có địa chỉ ở trong này, không nên có thì tốt hơn. Thì như mình nói đó, mất công anh em phải đi vào từng sản phẩm và anh em sửa thủ công lại, tới 300 mấy chục sản phẩm thì nó sẽ rất là khó khăn, rất là tốn công. Hashtag thì nếu những shop nào có hashtag rồi thì thôi, còn nếu mà chưa có hashtag thì anh em có thể xem cái video ở trên này. Đây, cách tìm 18 hashtag tự nhiên nhiều lượt tìm kiếm nhất để anh em thêm vào Shopee ha. Thì cách thêm anh em thêm rất là nhanh bằng cách là trên tool Shopee luôn, anh em thêm vào sau mô tả hoặc trước mô tả gì đó rồi thêm sau rồi tốt nhất ha. Anh em copy 18 hashtag anh em ném vào đây thì nó tự động có thêm vào. Và lưu ý tiếp theo là anh em để ý cái phần tiêu đề sản phẩm giúp mình ha. Thì anh em nên chọn những cái shop mà không có thêm các từ khóa thu hút đằng trước. Để làm gì? Để khi anh em sao chép về á, anh em có thể tùy biến cái từ khóa này trước ha. Còn nếu như anh em đã theo dõi những cái hướng dẫn của mình thì anh em sẽ hiểu là những cái từ khóa thu hút nó như thế nào. Mình lấy ví dụ như nguyên cái shop này nó không có từ khóa nào hết. Nhưng bây giờ mình xem lại ở đây ha, túi xách. Anh em sẽ để ý ha, nó sẽ có cái từ hàng sẵn nè, có sẵn nè, size 12, trend mới nè, order nè, mã gì đó giảm 20% nè. Thì anh em nên tránh chọn những cái shop mà nó có cái chữ này ha. Vì đây ví dụ như cái chữ này nè, mã anh em đâu có cái mã giảm giá này để giảm 20% đâu. Và nó sẽ tốn công cho anh em mà khi anh em chọn shop này rồi sao chép về, anh em phải đi sửa. Thì đó là những cái phần lưu ý trong phần mô tả và tiêu đề sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách là thay thế ha. Thay thế trên file Excel. Mình sẽ làm demo nhanh ha. Mình sẽ demo của cái shop này luôn. Copy. Mình ném vào tool Auto Shopee. Thì làm demo nhanh mình làm 50 sản phẩm thôi để cho tool nó đó, ok tìm kiếm. Cái hướng dẫn sử dụng tool này á thì mình đã có chia sẻ rất là kỹ, anh em có thể lên trang livevietnam.com nè vào phần dropshipping nè. Và review auto shopping là gì, ở trên này thì nó có một vài cái video kênh của mình đang bị xóa, kênh cũ á, mình chưa chuyển về được ha. Nhưng mà anh em có thể đăng ký, ngoài ra anh em có thể sau khi đăng ký rồi ha thì có thể vào phần khóa học này, vào phần cẩm nang này nó có, hoặc là bài viết nó có chia sẻ khá là nhiều và sử dụng. Ok, sau khi tải 50 sản phẩm về, ở đây mình sẽ sao chép ha. Chọn tất cả sao chép. Mình qua phần sao chép sản phẩm nè. Dán vào đây. Coi như là tất cả những cái này mình đã sửa xong về mọi thứ ha, có nghĩa là viết lại nội dung, đổi vị trí ảnh gì đó. Bây giờ mình bắt đầu tải Excel luôn. Em để ý bên này giúp mình, có là tải Excel sao chép mẫu cũ hoặc đăng mẫu cũ. Mẫu mới á, khi anh em tải nó hay bị cái lỗi là lỗi system đó. Cái lỗi này ha, anh em hay bị cái lỗi này thì anh em tải giúp mình là cái sao chép mẫu cũ và đăng vào cái mẫu cũ ha. Đây có hướng dẫn luôn rồi, anh em tải về và anh em mở lên sửa. Thì anh em để ý cái phần là
Đây, thông tin sản phẩm này, cái cột E này, mềm kiểu dài đây. Bây giờ mình lấy ví dụ như mình muốn thay thế cái chữ Lee Store bằng tên của cái shop của anh em bấm vào cái chữ E giúp mình ha và bấm Control H. Mình ghi trên này ha. Control và chữ H. Và giờ anh em gõ cái từ muốn thay thế vào. Bây giờ mình muốn thay từ lì thôi ha, hoặc thay luôn chữ lì store đi. Anh em gõ đúng giúp mình ha. Store. Đó. Ở đây anh em thay bằng tên của mình. ABC shop. Tên của shop anh em ha. Và bấm replace all nè. Nó sẽ thay thế hết. Đó, như anh em thấy thì nó sẽ đã xóa được cái chữ lì store và thay bằng ABC shop. Thì như mình nói á, trong phần mô tả nếu như nó có số thêm số điện thoại nữa, xem ha, nó có thêm số điện thoại thì anh em cũng bằng cách đó là bấm Ctrl H rồi nhập cái cú pháp số điện thoại của shop này vào và thay thế bằng số điện thoại của anh em và cái địa chỉ nữa cũng vậy ha. Đấy, trong mô tả sửa tên shop này, sửa số điện thoại, sửa địa chỉ của anh em. Còn phần hashtag á, thì anh em có thể thêm bằng cách là thêm vào đây rồi. Và tiêu đề cũng vậy ha. Mình lấy ví dụ như đây, đây là cột D là cột tiêu đề. Nếu như nó có những cái cụm từ thu hút đằng trước á, thì bắt buộc là anh em cũng phải sao chép đúng cái cú pháp này. Sao chép và thay thế. Hoặc là anh em có thể xóa đi ha. Xóa bằng cách ví dụ giờ mình thay thế hết, hết tất cả những cái nào có chữ áo đi thì Ctrl H này, giờ mình xóa chữ áo thì mình thay bằng dấu cách đi đó, thì coi như là nó đã xóa cái từ áo rồi. Thì bắt buộc anh em phải làm thủ công như vậy ha, nó cũng khá là mất công cho anh em. Thì đó là xong cái phần lưu ý. Sau khi anh em đã tìm được sản phẩm, tìm được nhà cung cấp, những cái lưu ý này nó đã hợp với điều kiện của anh em rồi, thì đến cái bước tiếp theo đó là những cái chính sách và những cái quy trình mà anh em là cần làm rõ với nhà cung cấp mà anh em hợp tác. Rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, điền địa chỉ shop đi làm sao rồi, hay như thế nào đó, thì bạn làm với nhà cung cấp nào thì bạn phải hỏi nhà cung cấp đó ha. Thì những cái chính sách quy trình anh em cần làm rõ đây, ở đây đầu tiên đó là phần chiết khấu và giá bán. Mình lấy ví dụ anh em làm với shop này thì anh em phải hỏi rõ là cái giá bán trên này á họ để cho mình là giá gốc hay là giá như thế nào ha, để bao nhiêu rồi, có thể chiết khấu xuống thấp hơn được hay không, rồi có quy định là không được bán với giá quá thấp hoặc là không được bán với giá quá cao bao nhiêu không. Anh em cần làm rõ cái này ha, thì cứ hỏi cụ thể với nhà cung cấp giúp mình. Thứ hai là những cái phần thông tin để anh em set up cái shop. Đó là địa chỉ của kho, số điện thoại. Số điện thoại thì anh em để số điện thoại của mình ha, chứ không cần địa chỉ kho. Mình bỏ số điện thoại của kho, xóa đi. Rồi hỏi xem nhà cung cấp sử dụng đơn vị vận chuyển nào. Đây là đơn vị vận chuyển ha. Rồi họ tự mang ra bưu cục hay là shipper tới lấy. Anh em cần làm rõ và anh em lưu ý giúp mình cái phần địa chỉ kho này. Nếu như anh em làm nhiều shop thì Shopee nó sẽ quét á, nó sẽ quét cái địa chỉ trùng. Anh em lưu ý giúp mình là anh em fit bằng cách là mình lấy ví dụ như shop có địa chỉ là 102 đường ABC gì đó, thì nếu mà làm nhiều shop á anh em nên fit lại, ví dụ shop đầu tiên là 102 thì shop thứ hai anh em sử dụng là 102A, rồi shop thứ ba anh em 102B. Anh em có thể viết hoa, viết không viết hoa, viết thường, dấu cách không dấu cách, viết đầy đủ, viết tắt gì đó ha, để fix. Thì anh em yên tâm về cái phần này là shipper họ đã thông thạo hết từng khu vực của họ rồi, họ biết được là ở đường nào có cửa hàng nào có kho nào rồi ha, không sợ là bị nhầm đâu, anh em cứ yên tâm cái phần đó. Mục đích tránh để Shopee nó quét thôi. Tiếp cái chính sách anh em cần làm rõ với nhà cung cấp đó là cái chất lượng hàng hóa, như là số lượng hiện tại ở trên shop này nè, có tất cả các mã hàng có còn đầy đủ hay không, hay là cái nào sắp hết hàng, cái nào đang bán chạy, anh em cần hỏi rõ ha.
thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Cái này mục đích đó là để anh em hộ chăm sóc khách hàng, có nghĩa là nhắn tin để chốt đơn nó trung thực hơn, nó chính xác hơn. Thì anh em nên hỏi rõ phần này ha, thông tin nguồn gốc, hoặc là anh em phải không có thì bắt buộc là mình phải vào đây mình tự đọc thôi, còn không có nữa thì bịa ra. Rồi chính sách bảo hành đổi trả của nhà cung cấp như thế nào, anh em phải hỏi rõ cái này giúp mình ha. Tiếp theo đó là quy trình, khi có đơn hàng thì anh em phải gửi mã đơn cho ai, gửi mã đơn như thế nào, rồi chuyển khoản cái đơn hàng nó như thế nào. Mình lấy ví dụ như đây, ví dụ anh em phát sinh đơn hàng thì thường á, những nhà cung cấp họ có những nhà cung cấp thì họ bắt buộc là phải in cái phiếu giao luôn, tải cái phiếu này gửi cho họ. Có những nhà cung cấp thì không cần, chỉ cần gửi cái mã này, ví dụ như VNSpot gửi cái mã Easy, mình chỉ cần gửi cái mã này cho họ là xong thôi. Có những nhà cung cấp thì rất dễ những cái phần đó. Làm như thế nào thì mỗi nhà cung cấp có một cái chính sách làm riêng, anh em phải hỏi không? Rồi chuyển khoản cho ai, số tài khoản bao, số tài khoản là số nào, chuyển bao nhiêu, hỏi rõ với mình ha. Tiếp theo là chính sách về nếu như khách hàng nhận hàng không lấy, trả hàng như thế nào, hoặc là đổi trả hàng như thế nào, anh em phải cần làm rõ nhà cung cấp cái này ha, để sau này nó không phát sinh những cái tranh cãi sau này, càng rõ ràng càng tốt. Và cái cuối cùng mà mình muốn anh em nói với nhà cung cấp khi mà anh em bán tốt cái đã ha, bán tốt là anh em phải điều giúp cái điều chính sách như là giảm giảm giá cost nè, hoặc là có thêm chiết khấu cao hơn ha, hoặc là có thể là cho anh em gối đầu tiền hàng lên tới 1 triệu là anh em mới phải thanh toán chứ không phải thanh toán lắt nhắt. Ok, đó là những cái lưu ý và những cái chính sách mà anh em cần làm rõ nhà cung cấp. Thì anh em phải hiểu là cái phần này, cái video này á, mình chỉ nói khi mà anh em làm cho Shopee thôi. Em lưu ý về những cái lưu ý này giúp mình ha, và những cái chính sách này giúp mình, và hy vọng là được anh em ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh và tham gia nhóm cộng đồng Dropshipping để phát triển cái nhóm này hơn. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo. Chào anh em.